Đây là kết quả chiếu X quang kiểm tra lại mới nhất của bệnh nhân. Sau một thời gian bệnh nhân mổ phẫu thuật vi tinh bướm bông chày khớp gối kết hợp, bệnh nhân bị gãy đầu trên xương chày. Hiện tại hình ảnh trên phim thể hiện mâm chày và xương chày của bệnh nhân chưa con hóa rất là kém, đường gây có nứt và hở rất là nhiều. Hôm nay bệnh nhân đến với nhà thuốc kết hợp bó thuốc nam và cho bệnh nhân uống thuốc nam nhanh nhuyễn xương, tiên lượng khoảng 1 tháng đến 1 tháng 50 ngày là xương can hoàn toàn, và sau một thời gian bệnh nhân còn thể cử động, co duỗi, gấp, đi lại, làm việc được bình thường. Này có cái bà cụ bà nhã từ lâu rồi, bây giờ có lá được không? Cho bà xem. Chị mùa này có bao nhiêu ngày hả chị nhỉ? 26. Chị đâu mà bị bướm bông chày với xương chày này? Lá sen. Lá sen à? Hai chị bao tuổi rồi? 28. Ra ngoài. Ấy chú. Quay quay. Tại là cái khớp gối thì cứng nhất. Cứng rất nhiều. Chị ngủ việc nào? 18 nhé. Hàng ngày chị bôi nghệ từ đây xuống em nhé. Cổ chân bôi khắp chân cho em nhé. Được chưa? Mình làm ngửa chân. Người này. Thế hôm nay em sang điều trị chị là em đắp ở mặt dưới nhé. Chưa phần bướm mũi nhé. Nhưng mà hàng ngày chị bôi nghệ cho em. Nghệ tươi ấy. Lá nhỏ bôi cho em trực tiếp đấy nhé. Vùng vanh từ đây này. Từ đây nhé. Độ bôi cứng nhỉ? Không bác cái để bác cái phải để tắt quạt mà cái để đấy đâu vậy chị tắt quạt đâu chạm cái dây ở đây, bác cái để cho làm việc nhé, cứ bình tĩnh làm việc lấy hình ảnh ra mà chạm bác không đi làm ra đang quay hình ảnh của chị nha, không phải quạt gì cả, em lấy hình ảnh đấy. Chị ngồi chân này được bao nhiêu ngày rồi? 16 ngày. Chị đâu mà gây xương chày với mông chày này? Chị ngủ ở Việt Nam? 18. Chị đến bao tuổi rồi? Hiện tại là chị với mông chày và chân chày nhé. Thì khớp gối cứng rất là nhiều đúng không? Cứng. Sau 16 ngày qua chị đã đi làm được cái gì chưa? Hay là ngồi trên giường? Chưa. Thì ai sẽ tham gia cô chị nhận tiến lượng của hơn 1 tháng chị hoàn toàn nhé. Thì hàng ngày chị lá nghệ này. Đấy, bôi từ đây xuống đây em cả cổ chân nhé. Thì mỗi buổi chiều bỏ lá ra, chị ngâm cho em lá lốt này, ngải cứu này, xương sông tần nhé. Các bác cần nói chuyện bác ơi. Ngâm này, lá lốt này, ngải cứu này, xương sông tần nhé. Lúc lên cho ngâm vào đầu gối em quấn vì có coi cái keo này, ngâm cho em nhé. Ngâm lá trước, chị ngửa chân. Quê chị ở đây huyện nào nhỉ? Huyện nào Phú Yên. Chị được mấy cháu rồi? Mấy cha mấy gái? Hai gái nhé. Thế đợt này khỏi chân về hàng cu nhá. Để này chị sẽ đem có thuốc không đem đây đây. Không treo gì? Không, không treo rồi. Thôi nhá. Được. Tự nhiên lá nó kìa, sao nóng chưa? Đắp, đặt dưới nhé. Đặt dưới, đây này kìa. Đây nhé. Chị thấy tai nạn ở đâu? Chị nào không đi đâu? Hả?
càng cứng. Một ngày nó xịt đồ rượu đây là 2 lần nhá. Sáng trưa chiều. Buổi sáng thôi. Đủ ẩm thôi, không còn nhiều đâu. À, thì bỏ dừa, dừa nó chê. Ở ngày chị đổ rượu em 2 lần nhá. Sáng, trưa, chiều tí em giải cách gắp thuốc này. Anh bỏ làm tí em dặn sau nhá. Rồi, xong rồi. Chào chị nhá. Hôm nay em sang kiểm tra chị, là anh ảnh của chị ngày trước thì đứng dậy không gối. Cái đạp thì lấy chân chảy nhá. Thì hôm nay sức khỏe mấy tháng nhá? 3 tháng. Nhà bình thường nhá. Đi vạch chân đi. Đi kiểm tra lại pin nhá. Cục chiếu xương can là gì? Thì gặp ra gặp vào đi. Kiểm tra là xương can rồi đúng không? Gặp ra gặp vào. Gặp mạnh vào. Đi lại cho mày vào một kia nhá. Chị đi nhanh lên nhỉ? Chị đi thẳng kia, đi thẳng kia chị ạ. Rồi, đi lại đây chị. Rồi, chị em vài vòng nữa chứ. Rồi, chị em đi em làm người đi. Chị bước lên bậc cho em nhé. Rồi. Thì bốn chạy không vui, cái đạp thì về chân chạy. Chị Chí Linh được mấy tháng này đi? Bây giờ chị đi làm liên hạn bình thường chắc. Chị gặp ra đầu vui nhé. Bây giờ em một vòng dài này kia nhé. Để hoàn thiện. Cái này chị. Thôi chị ơi.
Hôm nay em xuống em xin nốt cái ngành, xin một phần tiền nốt cái ngành của nhà chúng em nhé. Và thì ngày trước chị Dũng chạy không ngồi, thế là mới chân chạy. Chị gấp chân đầu với em. Chị Linh ở Việt Nam. Em cảm ơn tôi là tốt rồi nhé. Em cảm ơn nhé. Cho em xin ngại, cho gia đình chúng em khỏe nhé. Trước nhà thuốc tháo bột cho bệnh nhân để chuyển sang bó thuốc nam kết hợp cho bệnh nhân uống thuốc nam nhanh nhìn xương. Nhà thuốc xem hình ảnh trên phim chụp lại mới nhất của bệnh nhân. Sau một thời gian bệnh nhân bỏ bột thì quay hình ảnh trên phim chụp thể hiện bệnh nhân bị vướng một chảy khớp gối, kết hợp bệnh nhân bị gầy đầu trên, xương chảy và xương mát. Thì trên phim thể hiện mâm chảy bệnh nhân là gãy và dập nằm nhiều mạch, xương chảy bệnh nhân gãy bóc tách và di lệch ra ngoài. Sau khi thuốc xem phim rồi đưa ra kỹ thuật nắn và định vị nẹp, kết hợp bỏ thuốc và cho bệnh nhân uống thuốc nam nhanh nhìn xương, tiên lượng khoảng 45 đến 50 ngày là xương cao hoàn toàn. Sau một thời gian như là cử động và đi lại làm việc được bình thường. Tao bị gầy cái xương này từ bao nhiêu ngày rồi? 6 ngày. Hả? Từ hôm 2. Ngày 8 đúng không? Tao bị gầy đầu trên xương chày và vỡ mâm chày khớp gối. Năm nay bao tuổi? 6 năm. Bạn đi đâu mà gầy xương này? Về quê. Về quê ăn Tết đúng không? Này bóc cái này này. Con này tốt hơn. Bên trong toàn bông nhỉ? Một phần bông, bông là để toàn bộ nào, để cỏ. Tiêu bông, được, nhẹ nhàng thôi. Mở cơ này ra, mở cơ cổ chân ra. Rồi kéo lên, kéo lên. Bỏ gối ra. Bỏ gối ra. Rồi. Được nha. Rồi về làm cái trang trí quần áo để bán shop. Em nhìn nhé. Hiện tại cái xương này nó vỡ lại đây này. Đau không bố? Nó nâu sạch đây. Có bầm tím nhiều, xương nhiều nhé. Em nhân gót này. Nhân gót, nhân gót. Xương này. Tôi xin biết sổ. Đặt đây. Ừ, là nhân đây, từ đầu gối nhân cao ấy. Nhẹ nhàng thôi. Có cần phải lấy cái vệ sinh sản không? Lấy rất là nhớ. Nó là khớp khỉu mà càng dày càng tốt. Ở đây là bắt đầu vào chỗ bó lá rồi. Anh chưa có lấy em à? Sao lại không bảo rồi anh? Năm lần em. Hôm nào phải thay cái này hả anh? Năm lần. Thì em dặn sau. Không kia em làm hạn chế hỏi đây. Đừng nói chuyện giống như vậy. Video. Không nói đâu. Không nói chuyện. Ai thân mặt em đâu? Không thân ở đây. Chỉnh bóng được.
nóng đi. Lên 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 lên. Em cứ nhìn nhé, em quay theo mặt hả, đừng nào, cái xương của bác mà hôm nay cho em bác này nhé, cầm, cầm như này, nhìn ngón cái ấy, mở ra, ây à, ây à. Em quay nhé không này. Một khi hiện đừng nhanh em bọc, một khi xương là thẳng này nhé. Bằng vầy van chân đi, vầy van chân đấy, dùng này khi mà vào rồi là không đau đấy. Nó khác bên một cái này đấy, xương nó vừa bóc tách này, dùng này đấy, là tự nó mạch máu nó gân cơ nó bó bó vào đấy. Phải đau nhưng mà nó đau cảm giác nó êm hơn. Anh hả, sao lúc đấy bó bột nó vẫn chưa vào nhỉ? Bó bột làm sao nó vào được, xương lệch thế làm sao nó vào được, chị cũng nhìn vị này đây nhá, thì đặt này vô cái xương của bố chị hiện tại vẫn còn lệch mà, như đây kéo sâu lên thế này, chéo
chị nhìn nhá. Xưa vừa lại vẫn bị di lệch một tí. Tí này hả? Đấy, kéo xuống lên. Bó này thì quấn cái đấy thì nó không bị tuột xô. Chân thở chưa? Đây chú có 3 ghim này nhé. Ghim ở đây. Ghim ở đây. Hôm nay chị đồ rượu lên cho em 3 lần nhé. Điều gì anh? Rượu trắng em ra. Sáng, trưa, chiều. Đấy, trước khi ấy nhé, làm mình làm xong này. Em quay dừng cho em ơi. Đây nhé. Kiểm tra hai chân. Chưa mỏng. Đây à. Cái con chân này có chân đâu? Vâng, bác bị chạy đúng không? Ừ. Đây à. Em nhìn này, em nhìn nhé. Vâng. Hai chân thẳng nhau ra. Không, mình nhập xong mình rút lại đúng không? Rút lại được. Chờ. Kiểm tra được. Vậy thì nếu mà cái nẹp này nó nghiêng, đặt gối đây. Đấy. Thằng quầy bàn chân đi. Đấy, bác giờ làm đau chưa? Bác được đau chưa? Được rồi. Đấy, hiện tại xương nó thẳng hoàn toàn nhé. Vâng. Một ngày kim rượu 3 lần đây, sáng, trưa, chiều nhé. Cái rượu trắng nữa này. Rượu trắng của bác đắt nhiều không? Đồ nhiều anh. Một chén con à? Đủ hợp thôi. Nhớ vâng. Nhé. Năm năm ngày theo miếng nhé. Thuốc uống 3 ngày một thang. Mở cái này ra. Ừ. Thì em sẽ làm một cái video về cách sao là em ngồi yên trên. Thì xem là mình biết nhiều cách này. Nhé. Video bán được điện thoại. Vâng, em bán được điện thoại cho chị xem nhé. Nhớ là hạn chế ban ban nhé. Hạn chế cử động mạnh nhé. Được, qua xong rồi. Hai bác đi lại chưa? Đi lại, mới tập đi là ba hôm nay bỏ lại nha. Dạ. Ừ. Mới tập đi ba hôm nay bỏ lại. Hả? Nó thỉnh thoảng nếu mà sáng ra là nó nhức ở khu đây này, nhức khu này. Được rồi. Cả một thời gian đấy. Ừ. Thì bác cũng bỏ thế một thời gian đấy. Không phải bạn đi thì vẫn nặng nguyên đấy hay là nào vẫn nguyên không nặng mấy ngày đấy thế, hả nó nặng 3 ngày này nhỉ ngày ừ. Không đầu bỏ đau lên đâu hả không đầu bỏ đau lên đâu ừ, lên không đầu bỏ đau lên tăng lên tăng đau hôm anh bảo là hôm sau sưng đỡ cái chân này đi vâng tốt ừ. Hôm sau sưng đỡ cái chân này sưng mất mấy ngày dạ. Ừ. Và là 2-3 hôm nữa nếu nếu sưng đứng ở chân thì nhà rồi cháu nhá. Cái gì được không ý chứ? Cứ bước đi, cứ bước toàn thoải mái. Xin xin mọi người đi. Mọi người nhờ. Tập đi dần. Rồi. Bí bà đi vào trong kia. Đi vào trong kia. Cứ nhẹ nhàng. Đang cứng khớp mà. Ừ. Rồi đi rồi đi ra bác ơi đi ra đi. Rồi đi vào đây. Nhân dân là thế tuần mà, thế là cứng khớp.
Không phải xoa bóp gì không, có thuốc gì không? Có, tí cho ra. Bà Gái ơi. Ơi. Có nhập đây. Ừ. Đi ra cháu. Ngồi. Hàng ngày nhé. Ừ. Hàng đấy là nốt này. Này, khí hữu này. Ừ. Xương không tận nhé. Bà phun lên trong một bà phun lên nhé, trong với bà. Xong ngâm chân vào đây nhé. Ngâm đầu gối đấy, các bác ủ đây này. Ừ. Ngâm chân vào cháu. Thời gian là mắt bình thường. Ừ. Hiện tại là xương mắt căng hoàn toàn rồi nhé. Ừ. Nếu tập được thời gian là đi bình thường. Ừ. Này không phải nhèm nữa. Ừ. Ừ. Con bỏ hết. Vâng, một thời gian sau sang kiểm tra với bác là đi. Cứu cái gì không tần. Này cứu là nốt xương không tần. Xong ừ. Sao nó lên. Ừ. Tắt đây được, em phải đun nước. Ừ. Cho muối ngâm chân đây được nhé. Ừ. Hàng ngày bạn ngâm chân ở nhà này đó đây. Ừ. Bây giờ gặp được chưa? Bây giờ ta bây sợ tôi không dám cho ông cả. Bây giờ phải tập dần nhé. Bây giờ cứng nhé. Bây giờ hiện tại này. Đó, đang cứng như này. Đó. Đó, tập dần một thời gian bình thường. Ừ. Mai con sang con đẹp cho bác. Thì một thời gian con sang xin lỗi hình ảnh của bác đi là bình thường là bác bình thường. Ừ. Chào bác nhé. Ừ. Bác cho bình phục. Cảm ơn nhé. Chào bác. Cảm ơn chào bác nhé. Rồi. Mai con sang con khám cho bác để có thể đến hai con đấy. Rồi. Để thấy nông chảy và sinh chảy nhé. Rồi. Cho bác cầu mới này. Cầu tốt chưa? Đúng rồi. Rồi, gặp ra. Ừ. Gặp vào. Gặp ra. Gặp ra. Cái này là bên cuối cái này, cái này hơi sưng một tí nhá. Thì bác chỉ có gặp này, ngâm thuốc tiếp nhá. Bình thường. Gặp ra là vào đây. Gặp ra. Gặp vào. Gặp ra. Gặp vào. Gặp ra. Gặp vào. Gặp ra. Rồi, cái này là đang cứng thôi. Ừ. Thì thêm một thời gian là 10-20 ngày sau là gặp bình thường, gặp ra là... Đấy. Đó. Đó, tôi đi ra đây. Đi vào cho mong nữa. Hằng ngày bác đang đi dạy không? Có. Vâng. Nào đi. Sáng đi, trưa đi, tối đi. Vâng. Bây giờ thì hơi cứng cái đầu gối chứ không? Ờ, đấy, hơi cứng, nó cứng đầu gối. Vâng. Bác đi tiếp ra mong nữa cho nó thoải mái. Bác xé cái ống quần này cho nó lấy đi đúng không? Không này, lúc mình muốn bóp cái đùi. À, muốn tắt bóp là... Ừ, bóp cái đùi lên lên thế chứ để thì nó không bóp được. Vâng. Ừ. Để thì không bóp được. Vâng. Để thì không bóp được cái đùi. Rồi. Nên là cứ về đi. Cái này là bóp cái đùi này. Rồi, bác ngồi đây. Ờ, đi lại bình thường chưa? Ờ, đi lại bình thường rồi. Từ đó bác khỏi mấy tháng chưa?
5 tháng. Bác đi xe máy, xe đạp bình thường nhá. Bác gặp nào nhá. Gặp bình thường nhá bác, gặp ra. Người ra. Người vào. Người ra. Người vào. Người ra. Hai chân gặp bình thường rồi đó. Đi lại cháu vài vòng nhá. Đi nhanh rồi cháu. Rồi, bác đi dài mà đi cho mày nhìn ạ. Vâng. Rồi, bác này bác ơi. Nét bác ạ. À. Đi ra vòng được bác ạ. Còn đi nhanh, đi nhanh rồi cháu. Đi bình thường, nhanh rồi là hình ảnh thế bác mà. Rồi bác ơi. Rồi, rồi, bác ngồi đây. Mong dù là đi ra là bình thường rồi. Ừ. Bác gặp chân gặp ra, một chân gặp ra vào nhà. Gặp ra, gặp vào. Gặp ra, thì là tốt rồi. Bác lại kể là ngũ chân vì sao thì nó không chảy và cái chân chảy không mát thế này. Ừ, thưa tại là xe máy. Ừ. Vâng. Rồi bác khoảng 5 tháng hay gì? Ừ. Sau bao tháng bác đi xe đạp được, xe máy rồi. Thế mới đi xe đạp à, hơn tuần này. Hơn tuần này. Ừ. Đi lại bình thường rồi. Đó cái này bác ơi. Thi lại tất cả quá trình về trước bao giờ gãy xương chày và bước chày khớp gối sau một lâu ngày không can từ đó bác khỏi được bao nhiêu năm rồi? Gần 2 năm rồi. Bác hiện tại đi là bình thường nhỉ? Bình thường rồi. Bác gặp quay gặp bác đi cho con hai vòng dài nhất.
mưa bệnh nhân là đi lại là rất bình thường, hoàn toàn bình thường rồi. Và quay lại mặc đi cho con một vòng nữa bạn ạ. Mặc đi cho con một vòng nữa ạ. Sang còn hoàn thiện tất cả quá trình trước bệnh gây chân chày, bây giờ bướm chày cấp cuối to 1 rồi bác nhà đi đài và được bác cảm nhận là cứ con việc gì thì có hiệu quả lắm. Được, nói chung là tốt. Dạ, vâng. Là tốt. Bác thấy cái bó lá của nó là tốt. Dạ, dạ. Hôm nay con Sang còn hoàn thiện tất cả các quá trình về điều trị khỏi bệnh bướm chày cấp cuối kết hợp với chạy nhé. Con nó chúc bác sẽ vui khỏe nhé. Rồi rồi, cảm ơn. Rồi rồi, cảm ơn.